Một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng thị trường bất động sản ở Trung Quốc đó là người mua nhà ngừng trả tiền cho nhiều dự án nhà ở đang bất động vì hết tiền thi công. Trung Quốc vừa quyết định là bơm hơn 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 29 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho các chủ đầu tư dự án bất động sản khó khăn để có thể sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Ghi nhận của phóng viên Thái Bình từ Trung Quốc. Bộ Nhà ở và Kiến thiết Đô thị Nông thôn Trung Quốc, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhân dân, tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ hỗ trợ chủ đầu tư bất động sản những khoản vay đặc biệt từ các ngân hàng chỉ định. Chính quyền địa phương sẽ đứng ra vay các khoản vay đặc biệt này để cấp cho các dự án đang thi công dở dang. Ngân hàng Trung ương sẽ hỗ trợ lãi suất 1% một năm cho các khoản vay trong 2 năm. Lãi suất cho vay hỗ trợ trong 2 năm đầu là 2,8% một năm và tăng lên 3,2% một năm trong năm thứ 3. Sau 3 năm, nếu không hoàn trả, sẽ bị phạt lãi suất gấp đôi, tức 6,4%. Các khoản vay này được các ngân hàng và chính quyền xét duyệt nghiêm ngặt về tính thanh khoản của dự án, năng lực chủ đầu tư để cho vay đúng đối tượng. Theo các chuyên gia, cuộc khủng hoảng thiếu tiền đầu tư tiếp cho các dự án đã khiến cho 5% số dự án bị đình trệ. Điều này khiến cho người mua nhà viện lý do để ngừng thanh toán tiếp cho hơn 100 dự án bất động sản tại hàng chục thành phố, gây nên khủng hoảng. Trước đó, nhiều thành phố đã làm trung gian giữa ngân hàng và các chủ đầu tư bất động sản, lập quỹ cứu trợ các dự án để tránh nguy cơ đổ vỡ dây chuyền. Đây là bước đi cụ thể để ổn định thị trường bất động sản và sử dụng các chính sách đặc thù của từng địa phương. Nó cũng góp phần kích cầu thị trường nhà đất, một trong những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, vốn đã ảm đạm gần một năm qua. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, tại Trung Quốc.